Lần đầu tiên về phép thăm quê nhà. Làng tôi xưa kia là làng Bình Hòa, ấp Đông Ba, xã Phú Nhuận. Từ đường lớn đến nhà tôi khoảng 800-900 mét. Trên đường đến nhà có hai hàng tre dọc theo hai bên. Mỗi lần có gió phát ra âm thanh nghe kẽo kẹt. Khi đến nhà đã nghe mùi mạ non, nhìn thấy đàn trâu đang gặm cỏ và nhiều bầy cò trắng bay lượn trên đồng ruộng mênh mông. Còn trên đường đê mọc vô số các loài hoa, nào là hoa mua, hoa mắc cỡ, hoa quỳ, vân vân, làm tôi nhớ tới bài hát Hoa Son Bên Thềm Phủ của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Về nhà thăm ba má xong là vội vã sang nhà cô Thanh, người sau này là vợ của tôi. Lúc đó Thanh 19 tuổi, có một em trai và ba em gái. Đời sống gia đình cô Thanh cũng giản dị như gia đình tôi. Hết 7 ngày phép phải trở về đơn vị và Thanh tiễn tôi lên đường đến tận cuối làng. Ngất say em.